Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Tiếp theo thì em giới thiệu đến quý vị một con Emly đến từ Đan Mạch của hãng Arena. Thì shop em thì dòng này, dòng led và dòng Cambridge cổ, dòng siêu độc, thì nói chung là cái đặc sản của chỗ em rồi. Những dòng mà cổ mà hiếm như thế này, Cambridge như thế này, rồi những dòng Amly châu Âu, hay là những dòng led 30, 70, 30 lút, rồi những dòng Roger, thì nói chung là đặc sản của shop em. Đấy, đây là những cái món hàng độc quý vị sưu tầm nha. Đấy, con này thì ship eBay về, thì quý vị thấy đây là con Arena T2006 được sản xuất tại Đan Mạch. Con này nó xuất âm tụ đánh 4 sào sắc RCA. Thì con này quý vị có thể ghép với những dòng loa đồng trục, những dòng loa toàn giải đánh rất là phê luôn, hay là những dòng loa cổ của châu Âu và Mỹ, nó cho cái tiếng rất là mộc, rất là đẹp quý vị. Đấy, và nó có thiết kế là nội thất giống như là cái chuồng gà với quý vị. Tất cả các cái linh kiện nó bố trí như là một cái hàng rào như thế này. Thì bây giờ để em quay xong vòng vòng ngoại thất, rồi sau đó em sẽ quay bên trong để quý vị và các bạn thưởng thức cái nội thất cực kỳ đẹp và hầm hố của em nó. Thì đây, vỏ gỗ zin nha quý vị, và nó còn đẹp như thế này, thì quý vị cũng đủ hiểu nó thế nào. Những con này là những con đời cổ quý vị, đây các bạn, thập niên 60 ha. Đây còn 7 màu, sắc xi 7 màu nè, đánh 4 màu sắc RCA quý vị, RCA ha. Đấy, đánh được hai cặp loa nè đó. Rồi dòng điện thì chúng ta có thể 4 dòng điện ha, 110, 240, 130, 220, thì chúng ta có thể thay đổi được. Đây quý vị, tay 2006 nha, máy chuyển Đan Mạch. Đấy, tiếng nó, mấy con này nha quý vị, nói chung là nó giống, gần giống như là đàn quý vị, tiếng nó rất là hay. Và đối với những con như thế này, giá đó, nó cũng rất là hợp lý luôn quý vị nha, giá rất là hợp lý luôn. Chà, con này sao mà nó hơi khó tháo vậy. Bây giờ để em lại lên đây quý vị, tại vì em nhớ cái con này nó tháo là chúng ta phải tháo cái nút ra hết ha. Mà cái con này để coi, cố gắng tháo này. Đây, đấy, vỏ tuyệt đẹp. Đây quý vị, bên trong ha, bên trong của em nó. Thì bây giờ đây, ở đây nó có quý vị nhìn thì đơn giản nó như thế này, nhưng mà đây quý vị, 7 màu hết nha. Đây, sườn sexy là tuyệt đẹp luôn. Rồi bây giờ em tháo tiếp quý vị, tại vì cái phần bên trong nó mới hấp dẫn nha. Ở đây thì nó cũng chưa. Con này thì tất cả các cái chức năng là hoàn hảo hết quý vị. Nó test hết rồi ha. Chung là test con lành hết rồi. Chúng ta dặn hai con ốc hai bên này ha, rồi mới gỡ ra được. Ốc của nó sử dụng toàn là ốc dẹt như thế này hết nha quý vị, ốc dẹt hết. Đấy, mấy con ốc dẹt như thế này hết ha. Đấy, dùng cổ mà. Rồi bây giờ chúng ta mở ra nè, 1 2 3. Đấy vậy ha, thiết kế là những cái trăng si to modem made in Đan Mạch không nào quý vị, phải thấy ha. Trên mỗi cái này là bằng nhôm nha, bằng nhôm đóng made in Đan Mạch hết quý vị thấy không. Đấy, còn đây là phần mạch công suất, mạch công suất thì nó có cái thiết kế này. Đấy,
Đây là cái phần tủ ha, tủ đây. Sử dụng tủ đỏ, tủ cổ nha quý vị, nó sử dụng tủ cổ hết ha. Về thấy mạch công suất chơi chưa đấy. Rất là quý vị thấy ha, đấy đơn giản, không phải là nhìn đơn giản nhưng mà mở ra rồi mới thấy nó phức tạp á. Đấy, ruột gan rất là gấu. Thì con này có cái con Arena đang mạch này có cái mức giá cũng rất là dễ chơi quý vị, con này giá 7.500.000, em bao ship toàn quốc cho quý vị nha, 7.500.000 em bao ship toàn quốc cho quý vị. Đây là những dòng đời rất là hiếm, rất ít gặp trên thị trường quý vị. Đấy, ghép được rất nhiều những dòng loa cổ, đánh rất hay luôn. Con này shop em cũng bán nhiều lay ra hoài luôn quý vị. Nói chung hàng nó cũng hiếm á, một năm bán cũng tầm vài con à, chứ không nhiều. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Thì quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất đến từ cửa hàng. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.